Today is March 25th, and it is 12 days, day 12 in Vietnam. We are going to see the Independence Palace. Hopefully they open, because they tell us they will open in the morning early. Before we heading out, we are going to get the famous banh mi. And Nhân gonna take us there to try banh mi first. Look at my baby. With his new shirt, got from Vietnam. And Nhân is ready for another day with us. All right, guys, follow us. We are going to buy banh mi. Banh mi Huỳnh Nga. Bên này chưa bán, qua bên này nó bán rồi. Baby, yeah. Đi ăn bánh mì ha. Sao nhân gì vậy baby? Hả? Nhân gì? What's inside? Bánh bao đi.
Hả? À, bánh bao á hả? Bánh bao ở trong gì? Thịt heo. Thì bánh bao thịt với Trung Quốc á. Có hai cái không? Một cái, một cái, ăn một cái không? Không. Con đi được rồi đó, sợ cho ăn không? Chị ở dưới xuống ha. Vậy cho cái bánh bao nữa. Bánh bao. Dạ. Để em thêm một cái bánh bao. Yeah, yeah, yeah. Okay. Cái này thì xe đèn đỏ rồi. Nó có đèn hả? Nó có đèn. Hỏi nhân á, vô trong có cái cà phê á, chở ra lỡ anh luôn tham quan luôn à, tham quan bao nhiêu một kiểu đấy? Dạ 50.000 một tấn, mẫu 20-30. Em mua
mua trái dừa. Mua cho chị ăn trái dừa. Ở cà phê, I need cà phê too. This is Highland, so it's easy. Oh, cho chị cà phê sữa đá nè. Cái size medium vừa thôi. Anh uống gì? Đen đen đá này. Một cà nhân uống cái gì? Một cà phê sữa đá, một cà phê đen đá. Nhân uống cái gì? Cái frizzy trà xanh đó anh. Frizzy trà xanh là frappuccino. Dạ, size vừa hả? Cà phê. This is our spot. Mát nhất luôn nè. Mát nhất nè. Is that really good? Really, really good. Ủa, có không được để chưa vô? Mở ra là đi thấy trong này. Nè, bỏ cái này. Rau cải được. Rau cải được mà. Cái dưa thì ăn còn. Oh my god, look at this bánh mì. You got everything. Nem, chả, thịt. Too late hả? Thịt mũi của tổng thống cắn cũng như dự cũng vậy. Trời, mũi nhiều quá. Chết em rồi. Đâu cũng nói đâu có quạt cho hả? Chưa. Nào. No, it's okay. Nó có khác mình đó không mà? Không, không. Thôi anh với mặt vô đi, mình vô rồi mình ra mình lấy sao sao đi hả? Đi vô đi, để mũi cắn chết luôn á. Anh vô, anh chọn chỗ nào cũng được, em dọn cho từ từ cho. Oh yeah. Cầm cầm nha. Trang để lên cho. Trang Michael. Rồi đem vô trước đi. Rồi. Cái này rác hết rồi, Trang dục rác hết. Em ron rác cho. Đẹp là chỗ đẹp là vậy á. Đẹp là khổ hả? Vậy là